Hà Nội từ bảy về lên đô đi xem sân cổ về bên hồ đi chơi hệ phóng sân chỗ đang đua bị chốt về lên đô nhanh lượn một vòng hết phố cổ qua ma mây thằng hôn đi ăn trên phố đang hót sở với mấy gã tay nào lì mít trên đôi bi bít đi sân môi và bắt đầu flow ra thì chơi tập thêm bass play khiến các em phải hit the wall người Hà Nội sẽ là về chất như anh nhau play game âm nhạc bọn anh dày nhất xe chơi như anh chúng chưa đủ sức thành niên đang cay hình như tên lửa bọn anh phóng viên đích. Ở đây chơi đùa, chúng sổ số nên hơi rùa. Phóng ra trả trên đê nằm một kim điện ngọc gái tao không có hơi hùa. Fake sợ đúng là hệ thủy, em phải ngắn đến tên thủy. Dù tao ăn kem cho tiền nhưng ngọng lờ nớ quỷ. Lãi suất bay với đáo hạt tao là có thêm tỷ phần trăm để mua được đôi giày. Tiền năm nay hơi dư giả vừa nâng lên future trước đấy đi quay. Ông nội tao làm thầy đồ, họ nội tao với chuyện thần. Từ đồng sở Việt Nam đồng có thằng cháu trai đẹp trai nhà vần. Phóng ra mây anh Tuấn, MCK ở Circle K. Gọi thêm mess và jean bật gen ly đi chơi hồ tây dẫn lên last night crew phòng tập có buổi chú thích nước tích phố hit the walk hưởng lộc từ các cụ ATLTR gọi cho tao từ chiều Nirvana tại chợ quần áo thôi anh tủ em còn nhiều anh để tiền thứ bảy tuần này còn cà phê trà cho sữa bún đá ấy nhờ mất bạn lần sửa cà phê sữa trà đá bún trà. Come on, so hit hot, huh?